Cái video này thì Duyên sẽ giải đáp một cái câu hỏi mà một bạn độc giả của Mỹ Duyên trên Facebook có đặt câu hỏi rằng là em nên lựa chọn cái loại sữa mặt nào cho vùng chữ T. Thì Duyên không biết rằng là vùng chữ T của bạn ấy là đang khô hay là đang tiết ra nhiều bã nhờn, nhưng mà Duyên đoán rằng là vùng chữ T của bạn ấy đang tiết ra nhiều bã nhờn. Thì bây giờ mình sẽ phân tích theo cái hướng là vùng chữ T tiết ra nhiều bã nhờn, vì đây là một cái tình trạng da mà rất là nhiều người đang gặp phải. Cái thứ nhất ấy, là với những người mà vùng chữ T nhờn nhưng mà hiện tại đang sở hữu một cái làn da hỗn hợp thiên bì, cái việc lựa chọn sữa rửa mặt cho cái làn da này nó khác hoàn toàn so với những người đang sở hữu cái vùng chữ T nhờn nhưng mà đang sở hữu một cái làn da nhờn, tức là cơ địa của họ là da nhờn. Hai cái vấn đề, tức là hai cái vấn đề nó hoặc giống nhau, chẳng hạn như vùng chữ T nhờn nhưng mà một bên là làn da hỗn hợp thiên dầu, một bên là làn da nhờn, cơ địa là da nhờn, thì hai sự lựa chọn đối với hai cái sữa rửa mặt này hoàn toàn khác nhau. Vậy thì bây giờ nó khác nhau như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy đi vào phân tích. Cái thứ nhất là với những người mà có làn da hỗn hợp thiên về dầu thì cho thấy rằng là cái da này thiếu độ ẩm, và khi mà thiếu độ ẩm thì cái lượng cân bằng dầu nước trên da nó mất cân bằng, cho nên nó dẫn đến da phải tiết ra nhiều bã nhờn hơn. Và lúc này bạn sẽ thấy rằng là vùng chữ T của mình nó nhờn hơn so với cái vùng chữ U này, nên là bạn thấy là vùng chữ T nhờn. Nên thường là những người mà họ không hiểu về làn da, họ không có nắm về mỹ phẩm mà họ đang bán mỹ phẩm ấy, thì họ thấy cái biểu hiện trên da của bạn là nhờn thì họ cứ bán cái sản phẩm sữa rửa mặt hay là kem dưỡng dành cho da nhờn, nhưng họ không biết rằng là da bạn đang thiếu nước. Đấy, cho nên là với cái làn da này thì cái việc lựa chọn cái sản phẩm sữa rửa mặt phải đáp ứng những tiêu chí sau đây thì nó mới giúp cho cái lượng bã nhờn này nó mới giảm, và sau đó nó cân bằng, nó giúp da bạn không nhờn nữa mà mịn màng, khô ráo và thoáng hơn. Cái yếu tố thứ nhất ấy là bạn ưu tiên lựa chọn những cái hoạt chất sữa rửa mặt nó có tức là nó có cái tính dịu nhẹ, nó không có chứa quá nhiều xà phòng, nó không có chất tạo bọt nhiều, là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là khi mà nó không có cái chứa cái chất xà phòng nhiều thì nó sẽ không làm cho da bạn bị quá khô, và lúc này là gì? Lúc này nó sẽ đỡ mất độ ẩm hơn ở trên da. Một cái yếu tố nữa khi mà bạn lựa chọn cái sữa rửa mặt đó là trong cái sữa rửa mặt bạn nên lựa chọn những cái loại mà nó có hyaluronic acid, nó là một cái chất dưỡng ẩm, cấp ẩm cho làn da của bạn. Cho nên là sau khi bạn rửa sạch mặt xong ấy, làn da của bạn vẫn ẩm mượt chứ không có bị khô, không bị căng, không bị khô, không bị sần. Nên nếu như bạn chọn sai, đó là cái ưu tiên. Và một cái lưu ý nữa đối với những người có một làn da hỗn hợp thiên về dầu thì bạn lưu ý là gì? Cấp ẩm cho da bằng các hoạt chất gốc nước thay vì là gốc dầu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn cấp ẩm đầy đủ bằng cái gốc nước ấy, thì nó sẽ cân bằng lại cái lượng dầu nước ở trên da, và lúc này da bạn nó sẽ đỡ tiết ra nhiều bã nhờn hơn và nó sẽ khô thoáng và mịn màng hơn. Vậy thì cái hoạt chất nào bạn nên lựa chọn đối với cái trường hợp này? Cái hoạt chất thứ nhất mà Duyên muốn chia sẻ ở đây đó là hyaluronic acid. Đây là một trong những cái hoạt chất mà nó gọi là tuyệt vời cho cái làn da của chúng ta. Bạn thoa cái hoạt chất này trong vòng một tuần thôi là làn da của bạn, bạn sờ vào cảm giác như nó mềm mọng và nó căng bóng, nó rõ rệt, nó khác biệt rõ rệt luôn so với những hoạt chất khác. Đó là hyaluronic acid nhé. Có hoạt chất thứ hai đó là gì? Vitamin B5. Nó sẽ củng cố lại cái hàng rào bảo vệ da. Bởi vì khi mà hàng rào bảo vệ da của bạn suy yếu thì khả năng mất nước nó thoát qua da nó dễ dàng hơn và dẫn đến da của bạn khô, và khi khô thì nó sẽ kích thích tiết ra nhiều bã nhờn hơn. Cho nên là gì? Cho nên là những cái chất mà Duyên vừa chia sẻ, bạn lưu ý rằng là hãy chọn những chất này có trong những cái serum kem dưỡng của mình tại nhà để nó khắc phục cái tình trạng này. Cái việc mà chọn sữa rửa mặt nó là việc gọi là giải quyết ở trên ngọn thôi, nhưng cái gốc của vấn đề ở đây là nó sẽ kết hợp với nhiều cái yếu tố khác thì nó mới khắc phục cái tình trạng của bạn tại nhà. Đó là những cái lưu ý khi bạn lựa chọn sản phẩm dưỡng cũng như sữa rửa mặt tại nhà cho những người có vùng chữ T nhờn nhưng thuộc da hỗn hợp thiên dầu. Còn với những bạn mà cơ địa là da dầu, vùng chữ T dầu thì bạn lưu ý là gì? Khi lựa chọn những cái sản phẩm làm sạch da thì nên ưu tiên lựa chọn những loại làm sạch sâu chứa các hoạt chất như salicylic acid, glycolic acid, thì nó sẽ giúp thứ nhất là làm thông thoáng lỗ chân lông, rửa sạch cái cổ chân lông, tránh những cái tắc nghẽn do là bụi bẩn, do là gì? Do là tế bào chết nè, rồi kem chống nắng nó làm bít tắc. Cho nên là với những sản phẩm mà làm sạch sâu nó rất phù hợp cho những người có một làn da dầu mà dễ nổi mụn với mọi người. Cho nên là lưu ý rằng là chọn những cái loại làm sạch sâu có thể là bọt nhiều nè, làm sạch sâu nè, bạn có thể kết hợp với máy rửa mặt để nó giúp cái da của chúng ta nó loại bỏ cái chất bẩn, loại bỏ bã nhờn, loại bỏ tế bào chết được tốt hơn. Bởi vì thường á, da dầu rất dễ nổi mụn, nó có một cái sự tắc nghẽn hay là bạn làm sạch da nó gọi là nó cẩu thả một chút xíu á, là bạn sẽ thấy là trên nền da của mình nó có những hiện tượng tắc nghẽn dẫn đến là gì? Mụn ẩn, sợi bã nhờn, mụn đầu đen, mụn đầu trắng xuất hiện ở trên da. Còn nếu như bạn chọn đúng sản phẩm, bạn biết cách làm sạch da thì những vấn đề đó hầu như bạn không gặp phải đâu. Da của Duyên cũng thuộc da nhờn, nhưng mà vì Duyên biết cách làm sạch da cho nên da của mình ít khi mà bị tụ lại các cái loại mụn như mụn đầu đen hay mụn đầu trắng lắm. Cho nên là gì? Đối với cái kiến thức skincare, để không mất thời gian cho bạn, để không phải làm cho bạn mất quá nhiều tiền vì mua các cái sản phẩm không cần thiết, không phù hợp với da, thì bạn gì? Bạn phải tìm hiểu một chút xíu là mình có thể giải quyết cái vấn đề của mình rồi. Đó là đối với những người, quay lại ha, đối với những người mà có làn da dầu, mà vùng chữ T dầu, thì cái việc lựa chọn những sản phẩm làm sạch là rất quan trọng luôn. Ngoài ra thì bạn lưu ý rằng là bổ sung cho Duyên một cái hoạt chất mà nó vừa sát cái lỗ chân lông, nó vừa làm sáng da. Với những bạn mà da dầu mà dễ để lại thâm mụn thì nó còn làm mờ thâm mụn nhanh hơn. Đó là gì? BHA. Nó là cái nhóm beta hydroxy acid và đại diện cho cái nhóm này là salicylic acid. Hầu như khách hàng nào da dầu đến spa của Duyên cũng sẽ cho một cái chai đó về dùng. Thì ai dùng xong thì thấy cũng cải thiện, thứ nhất là phần lỗ chân lông, thứ hai là nền da có phần sáng hơn, thứ ba là gì? Cái hiện tượng mà mụn ẩn đầu đen nó quay lại hầu như nó rất là khó, bởi vì là cái hoạt chất này nó làm tiêu hết những cái sợi bã nhờn, nó làm tiêu hết những cái tế bào chết ở trên da, thì nó không có hiện tượng tắc nghẽn nữa, cho nên nó không có cho cái cơ hội để cho những cái loại đó nó tụ lại ở bên trong cái lỗ chân lông. Cho nên là gì? Hầu như nó ngăn tuyệt đối cái việc là mụn tái phát cho trẻ em. Nên lưu ý là bổ sung cho Duyên có hoạt chất đó là BHA, hay gọi là beta hydroxy acid, và đại diện là bạn thấy cái chữ là salicylic acid. Nếu như bạn nghe những cái từ này mà bạn thấy rằng là sao mà nó khó nhớ quá, mấy cái từ gì mà sao nó khó nhớ vậy, thì bạn có thể để lại bình luận hoặc nhắn tin cho Mỹ Duyên ha. Duyên sẽ gửi cho bạn cái sản phẩm đó, cái chất đó, để bạn mua đúng cái chất đó, đúng hàng chính hãng để bạn về bạn dùng nha. Rồi, một cái lưu ý nữa là gì? Chia sẻ cái sữa rửa mặt nhưng mà lại lan man đến cái việc là dưỡng da, bởi vì Duyên thấy rằng là nếu như bạn chọn sai ấy, thì bạn không thể nào bạn thay đổi được cái gốc rễ của vấn đề, cho nên Duyên sẽ chia sẻ sâu hơn. Rồi một cái nữa đó là ngoài ra thì nếu da bạn có mụn thì bạn nên bổ sung cái tretinoin, còn nếu da bạn bình thường mà để giảm thiểu những nếp nhăn, để giúp cho làn da của bạn đỡ sần sùi, căng mịn hơn, rồi bóng hơn, thì bạn nên sử dụng cái hoạt chất là retinol. Retinol thì ngày nay nó có nhiều cái loại, dạng cream, dạng gel, rồi nồng độ nó khác nhau, 0.5, 1.0, 2.0 đó. Nên là tùy theo da mình sẽ tìm hiểu và sau đó mình bổ sung vào cái chu trình skincare của mình. Thì bạn sử dụng như vậy á, thì một thời gian á, cái da của bạn nó mịn màng, nó giảm thiểu những cái nếp nhăn. Và nếu những ai không biết chăm sóc da mà khi mà bước qua tuổi U4 mấy như Mỹ Duyên đây, thì bạn mới thấy được là cái mức độ lão hóa nó nhanh kinh khủng luôn á. Cho nên là mọi người lưu ý rằng là hãy tìm hiểu một chút xíu. Nếu những chị nào ngoài 50 mà xem cái video này thì các chị hãy tìm hiểu một chút xíu thôi là các chị đã thay đổi được cái làn da của mình rồi. Tránh trường hợp là gì? Mình đi lang mang rồi mình nghe người này người kia nói xong rồi mình mua về mình dùng nhưng mà không hợp với da mình thì nó không có hiệu quả đâu mọi người. Nó không có phù hợp vì mỗi da, mỗi chất da nó khác nhau, cho nên là mọi người là gì? Mua đúng sản phẩm về bôi thoa thì chắc chắn là nó sẽ đạt cái hiệu quả cao cho mọi người. Và có thể là video này đã gần 10 phút rồi, thì Duyên sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video chia sẻ làm đẹp skincare cho phụ nữ trung niên ở những cái video sau. Bye bye mọi người. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.